Rồi, video này chào mấy bác nha. Em giới thiệu mấy bác một siêu phẩm, siêu của siêu phẩm luôn. Đó, nếu như mấy bác về xài mà máy ba lô thì mấy bác nên chốt nha. Những bác đang cần máy ba lô thì mấy bác nên chốt. Đây, mấy bác nghe tiếng máy này. Đây là con Mitsubishi T170 mọi người coi này, về này. Nó mới leng keng luôn. Nó mới keng luôn đấy. Mọi người biết sao không? Cái chế này này nó cực kỳ mạnh. Cái chế xăng trên nó cực kỳ mạnh. Và cái chế này nó rất là rẻ tiền. Nó chỉ khoảng 100.000 một cái chế này thôi. Đó. Mọi người thấy tiếng máy chưa? Và ốc ếch còn vàng chóe luôn, mọi người nghe này. À, quá dạ mần. Hết xăng, hết xăng. Đấy. Không phải hết xăng. Giờ nó kẹt kẹt cái gì đó thôi. Nó kẹt chi ga. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, bây giờ mọi người được coi video khi mà nó về nó nổ máy luôn. Và mọi người coi kỹ này. Rất là ngầu, rất là đẹp. Thiết kế nó nhìn nó cổ kính mà nhìn nó đẹp không? Mọi người nhìn này. Nó đẹp tuyệt vời luôn. Nhìn nó cổ kính, nhìn rất là tuyệt vời. Một con máy ba lô trên cả sự tuyệt vời, mọi người thấy chưa? Đấy. Như này mà chê nữa, máy đồng bán. Đấy, đây. Thấy không? Cần dài nhá. Đủ. Mà cái được cái này này, được cái này này, được cái này này. Nó nhỏ, rất là cơ động. Nó nhỏ nhưng mà cái ti trong là bằng nhau hết á. Nó nhỏ, nó rất là cơ động, mọi người xài rất là sướng, nó không có tức người mình. Đấy, mọi người nhìn này, con máy này. Thì tất nhiên là có bị bể những cái này thì cái này có phải ngoài da thôi, nó không quan trọng. Đấy, bỏ nó đi. Đấy. Thì em đấu nốt dây ga nữa, xong. Đấy, nhìn kỹ, được thì alo. Đây, đầu bò này, đẹp này. Đấy, tuyệt vời luôn, thấy không? À, nó khỏi chê. Rồi, ok. Mọi người nghe tiếng máy lại nữa nhá, cho nó xíu nhá. Đây, nghe lại này. Một ga thôi nha, bây giờ tối rồi. Được, rồi tắt. Tắt khỏi ồn. Ồn quá. Rồi, ok mấy bác. Con này em bán cho mấy bác đúng giá nha. Đúng giá nha. Đúng giá 1.700.000. Bên em bao ship cho. Mấy bác nghe không nhầm đâu. Giá đó mấy bác nên mua. Nên mua sớm đi. Không có đâu. Thật sự là không có đâu nha. Giá đó là quá hời luôn. Bây giờ mọi người được coi video khi mà nó về nó nổ máy luôn. Rồi, ok.